Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu loa 12 hai quay khá là đa năng nằm trong cái series SA của thương hiệu Sunway, đó là cái mẫu SA12. Thì đây là một cái mẫu loa với thiết kế khá là nhỏ gọn, công suất lớn, rất là thích hợp cho chúng ta có thể sử dụng lắp đặt cố định hoặc là chơi di động cũng được. Mẫu loa này thì chúng ta có thể chơi lắp cho hội trường này, nhà hàng, quán bar, hoặc là hát karaoke, hoặc là chúng ta cũng có thể làm loa kiểm âm sân khấu cũng được, khá là đa năng. Đây là hàng nhập khẩu chính ngạch của Sunway, có COCQ hóa đơn đầy đủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết của mẫu loa này nhé. Ok, thì đây là cái mẫu loa Sunway SA12. Chúng ta sẽ nhìn sơ qua một tí. Kế khá là đẹp. Bảng sau này cũng khá là to. Thì nó có phiên bản ATI nữa. Thì nếu ATI thì nó sẽ thay cái miếng này bằng cái bo công suất. Đây là ứng dụng cho loa kiểm âm đặt nằm ngang cũng khá là đẹp. Ok, thì đây là một cái mẫu loa 12 hai quay. Nó có một cái bass 12 inch và một cái loa kèn 1.75 inch. Thì cái họng kèn này nó có góc phủ là ngang 80 độ và dọc là 50 độ. Thì cái họng kèn này chúng ta có thể xoay được. Nếu chúng ta dùng cho ứng dụng monitor, chúng ta có thể xoay cái họng kèn này là được. Công suất của cái loa này là 400W cho đến 1600W một cái. Công suất khá là lớn. Đây là một dòng loa công suất lớn. Thì dòng loa này nó cho một cái chất âm khá là tự nhiên, chi tiết. Bên cạnh đó nó có một cái âm bass khá là mạnh. Thì rất có thích hợp cho chúng ta có thể chơi cho quán bar hoặc là chơi hội trường karaoke rồi thì rất là hay. Thì thùng này là thùng gỗ bạch dương, gỗ ván ép bạch dương dài 15mm, nó có chiều cao là hơn 60 606 đó, ngang là 35 và sâu là 38, nặng 20kg một cái. Lưới sắt, lưới bằng kim loại, sơn tĩnh điện màu đen. Bên trong nó có một cái lớp bọt âm học. Thì lớp bọt này chúng ta có thể giúp chúng ta lọc bớt cái tạp âm cũng như là chống bắn nước. Sơn lớp epoxy chống chảy xước, chống thấm nước. Thì bên hông này nó có 4 cái chân su này, thì chúng ta có thể đặt nằm ngang làm loa kiểm âm như mình đang đặt ở đây. Nó không có tay cầm hai bên, nó chỉ làm hai cái tay xách ở trên và dưới phía sau này. Nó là vừa là chân chống cho cái loa kiểm âm và vừa là chúng ta bưng bê luôn, khá là nhỏ gọn nhẹ. Bên hông này nó có in chìm cái logo, khắc chìm cái logo của Sunway. Ở đây có một cái mặt loa bassi này, đơn 12 inch. Kèn 1.75, công suất 400W đến 1.600, trợ kháng 8 ohm. Nó có độ nhạy là 97 dB, mức áp lực âm thanh cực đỉnh là 129 dB. Giải tần từ 60 đến 20kHz. Có hai trạm in out cho loa.
Ok, thì đó là một số cái thông số chính của cái mẫu loa này. Thì đây là một cái mẫu loa khá là đa năng, mức công suất khá là lớn. Chúng ta có thể xài cho rất là nhiều cái ứng dụng, từ hội trường, sự kiện, nhà hàng, quán bar hoặc là nhà thờ cũng được. Loa kiểm âm, loa karaoke vân vân. Rất là đa năng, rất là đẹp. Chúng ta có thể làm loa full range, hoặc là chúng ta có thể làm loa kiểm âm sân khấu. Ok, giờ chúng ta sẽ test thử âm thanh của nó xem nó chất âm nó thế nào nhé. Lơ một hay hay lơ 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 một hay hay lơ lơ. Ok, thì mình vừa test qua cái mẫu loa SA12 của thương hiệu Sunway, loa 12 highway, công suất 1600W một cái. Thì các bạn cũng có thể cảm nhận được là tiếng bass nó khá là mạnh, dày và chắc. Đồng thời với một cái mẫu loa rất là nhỏ gọn nhưng mà công suất rất là lớn. Thì chúng ta có thể xài cho khá là nhiều cái ứng dụng như mình đã giới thiệu. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái mẫu loa này tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.